sao tiết mục này chị Kim ở thị trấn Hạ Hòa chuẩn bị ạ? Sao tiết mục của chị Kim là mọi người cao tuổi khu 12 với bài nông thôn ngày nay. Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, ánh sáng ra đường đưa ta về chiến thắng. Tổ quốc độc lập tự do muôn năm, đất nước không quên chân lý mang theo tên người Việt Nam. Ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xa hồi lên thêm năm tháng, bước theo đảng kỳ chung trong trang, dọc con đường vượt qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi, tiến bước theo đàn đường đi thanh thang. Sàn tình yêu bao la, khúc quốc tế ca vang mãi trong tim ta. Đời đời Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xa hồi đẹp thêm năm tháng, bước theo đảng thủy chung trong trang, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Cộng sản Việt Nam vinh quang, ánh sáng ra đường đưa ta về chiến thắng. Tổ quốc độc lập tự do muôn năm, đất nước không quên chân lý mang theo tên người Việt Nam. Ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xa hồi đẹp thêm năm tháng, bước theo đảng thì chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Tiến bước theo đàn đường đi thênh thang, thẳng tới chân trời vinh quang và chiến thắng. Dài khắp mùa sàn tình yêu bao la, khúc quốc tế ca vang mãi trong tim ta. Đời đời Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng. Vâng ạ, rất tuyệt vời, xin cảm ơn hai vũ công đến từ Lệnh Thanh ạ. Qua giọng hát của chị Hồng Kim với bài hát